Vâng, hello. Thì hôm nay Lung Nghiệp Tân Yên em lại xin chào toàn thể anh em đây ạ. Thì hôm nay em sẽ làm một cái tin vui cho anh em. Đúng là phải nói là cái tin vui trước hết là cho anh em, mà cái thứ hai cũng là cho mình. Như anh em cũng biết rồi, cách đây một thời gian, đó là khoảng độ tầm một tháng về trước, thì cái giá vịt chúng ta nó là rất chi là đau đầu, mà nó ở cái giá mà phải nói là giá nguy hiểm. Như là ở cái giá 20, 21 thì cái giá đấy là chúng ta chăn nuôi là đều như là không kiếm ăn được, mà phải nói là những cái giá lỗ vốn. Thế đến hôm nay thì tại thời điểm 18 tháng 2 dương lịch thì giá vịt đã thay đổi hoàn toàn anh em ạ, phải nói là quả là tuyệt vời. Thế cái giá ở địa phương em hiện tại đến như bây giờ là đang vịt bơ này thì là đang ở cái mức giá coi như là 35, mà cách đây một tháng là nó còn ở cái mức gọi là 20, 21. Nếu như mà anh em nuôi ở cái mức giá mà 20, 21 mà được xuất chuồng ấy thì hầu như là ai cũng bị lỗ. Mà kể cả như em mà xuất được cái giá đấy thì em cũng bị lỗ, chứ không nói gì ai cả. Nhưng mà phải nói là mình hôm nay đến thời điểm này mà giá vịt nó lên đến cái mức gọi là 35 thì là mình cũng phải nói là mình cũng thấy đang là tuyệt vời rồi anh em ạ. Mình cứ không chăn nuôi anh em chúng ta, dù được ít hay được nhiều nhưng mà chúng ta không lỗ là chúng ta mừng rồi. Bởi vì hàng tháng chúng ta chăn nuôi ấy, nó cũng chẳng được bao nhiêu cả. Mỗi tháng thì chia ra thì tính ra như vịt ý, thì chúng ta chỉ nuôi gần 2 tháng thôi, đó là 50 ngày là chúng ta đã được bán rồi. Thì nó cũng không mất nhiều thời gian lắm, nhưng mà cứ dù được ít được nhiều được là chúng ta cũng được rồi. Chỉ sợ nhất là chúng ta đã chẳng được cái gì mà lại cũng còn bị lỗ. Thế như đàn vịt bơ này của em thì hôm nay là nó cũng được hơn một tháng rồi, mà chắc là chỉ còn vài hôm nữa là em xuất chuồng thôi. Nhưng mà hôm nay thợ bắt ở chỗ khu Tân Yên của em thì là họ bắt cái giá vịt đẹp. Bây giờ là bơ đẹp là đang ở cái mốc 35. Đấy, thì không biết là ở các khu như là miền trong của anh em ấy thì anh em có còn nhiều vịt không, hay là anh em nuôi anh em đã xuất chưa? Thì như em đây thì là bây giờ em cũng đang chuẩn bị được xuất thôi. Nhưng mà con to đây này, như con này này, con này con to này thì chắc của em nó phải rơi ở tầm 3 cân rồi. Chắc chắn một điều là như thế, bởi vì vịt này nó cũng nặng cân và đạt cân lắm. Thế thì để mà đến mấy cái mô hình vịt ý, thì thực sự ra là anh em ạ, chúng ta quan trọng là cái giá. Nhưng mà giá vịt thì nó lên xuống bấp bênh lắm, nó lúc thì nó lên cao mà ngay, mà lúc thì nó lại bình bình thôi. Tức là nó cứ lên xong nó xuống, lên nó xuống, nó chẳng ổn định ở cái mốc nào cả. Nó không như là thị trường gà. Như để nói về thị trường gà bây giờ thì chúng ta cũng đang rất chi là đau đầu, bởi vì là giá gà bây giờ nó đang tụt gấp quá mà còn không bán được. Thế nhưng mà còn cái thị trường vịt thì nó có thể là một lúc có xuống, nhưng mà xong rồi vài khoảng độ tầm tháng đến hơn tháng nó lại lên. Mà bây giờ đang điển hình là về mùa nóng rồi. Thế thì nhiều nơi anh em thì không biết là các anh em thì nuôi anh em để vịt ở dưới mô hình nuôi ao hay anh em nuôi ở trên cạn. Nếu mà em thấy như là vịt này nó rất dễ nuôi, nó không khó nuôi như ngan đâu. Mà kể cả từ lúc úm ấy, em bắt về em úm, nếu như anh em nào mà chưa có kinh nghiệm mà muốn học hỏi về cái mô hình nuôi vịt ấy, thì anh em cũng có thể quay lại cái vào xem ở cái video mà em lúc đấy em mới bắt về em úm, thì anh em cũng có thể xem tham khảo tư liệu. Và anh em nào có cái vấn đề gì thì anh em cũng có thể là đặt ra câu hỏi để em có thể là em sẽ trả lời cho anh em. Thì là vịt thì nó chăn nuôi đơn giản thôi, nó không khó khăn như là gà. Đấy anh em hầu như thấy này, em cũng chỉ thả cho nó một cái thau nước đây, nó vào nó tắm này. Với lại ba cái thau này, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có nước đâu nha anh em nhé. Mà em ở đây thì hầu như trưa em cho một lần nước này, xong rồi sáng cho một lần, trưa cho một lần, tối lại cho một lần nữa. Thế là nó cứ tắm xong rửa ráy rửa lông xong là nó lại lên trên đỉnh đồi trên kia. Đấy là nó sẽ nằm ở trên đấy.
Mà bây giờ thì em đang thúc cái đàn này cho nó nhanh để mình đang tranh thủ cái mốc giá mà khả năng nó còn lên nữa. Nhưng mà mốc giá mà bây giờ nó là mốc 35 thì là em tính là cũng là ok rồi. Cho nên là mình đang tính thúc lên để tranh thủ kiếm lấy cái giá của bây giờ. Không thì chẳng may mà nó lên nữa thì mình lại được ăn. Còn nó mà không lên mà nó tụt thì mình cũng cực kỳ nguy hiểm. Đàn lông chúng ta thì nếu để nói thị trường chăn nuôi chúng ta thì chỉ tranh thủ và chớp nhoáng thôi. Nếu mà xuống thì chúng ta lại phải lửng rửng chúng ta nuôi lâu. Còn nó mà lên nhanh thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta bán, chứ chúng ta cũng chẳng nên giữ. Bởi vì là giữ nó phải tùy từng thời điểm anh em ạ. Đấy, như anh em cũng thấy nó rất chi là nhiều những cái bất ngờ xảy ra. Đấy, như lúc trước ấy, em còn đang dự tính là đàn vịt này của em chắc khả năng phải lỗ tầm vài triệu. Nhưng đến bây giờ thì mình lại ok rồi, lại ngon rồi. Vâng, thì hôm nay em chia sẻ cái video này lên thì cũng hy vọng được là anh em nắm bắt được một phần nào giá cả của miền Bắc hay là miền Trung hoặc miền Nam, để anh em cũng có thể là chúng ta bán được cái con vật của chúng ta nuôi ra thì chúng ta cũng có thêm được tí lời. Thế còn lại thì anh em nào thấy hay và yêu quý kênh thì anh em cho em xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Thì em rất chi là cảm ơn đến toàn thể anh em. Thế thì hôm nay video em cũng chia sẻ đến đây là kết thúc. Thì em cũng hẹn gặp lại anh em ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau ạ.